Sau một ngày quay rồi thì Phạm Khánh Thân thấy như thế nào? Thấy hồi lúc mà còn ở bên đó thì rất là mong muốn là mình được trở lại cái cảm giác là quay từ sáng đến tối. Thì đợt này về được ngoại nguyện là 7 ngày liên tục trong phòng thu để mà coi mà âm với lại thu âm là tới 12 giờ liên tục. Xong rồi hôm nay thì thức dậy từ sáng sớm mà cho đến bây giờ chắc là phải cũng phải hơn 13 tiếng liên tục. Và ngồi hôm nay quay ngồi hơi nhiều cho nên là tức là bây giờ tuổi tác nó không cho phép mình không liên quan gì tuổi tác đâu, tại vì bây giờ ốm thì nó bị mất mấy mớ mớ thịt với cho nên không nhiều. Nhưng mà kiểu là bây giờ mình cái tinh thần của mình sau khi mình làm việc lại như vậy á, mình thấy như thế nào? Rất là thích. Cái này là mình mê mà cho nên mình mới quyết định là dồn hết sức mình về mình làm. Thì bây giờ mình được làm cái mình mê cho nên là thích lắm. Bây giờ đang rất là phấn khích, rất là mong chờ mọi người clip xong này đăng liền. Thì cái hồi mà có một cái ý tưởng ban đầu cho tới khi mà hoàn thành xong á, cái phần quay rồi á, thì mình cảm nhận là nó như thế nào so với cái suy nghĩ? Cái câu hỏi này rất là hay. Lúc mà mới vừa bắt đầu làm lên ý tưởng đó thì nó là phải hình thành từ ở trong 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 tưởng tượng. Lúc mà mang bài hòa âm về xong rồi ngồi bàn về những cái ý tưởng mà làm đó thì lúc đó nó còn mông lung lắm, thường không biết là sẽ không biết là sẽ đi về đâu và tới đâu. Thì lúc mà càng làm á thì càng mở ra cái hình vẽ, nó càng rõ nét ra thì mình thấy là nó sẽ là như vậy và rất là thực tế, mình cảm thấy là an tâm cái dự án. Rồi như vậy 6 bài ở trong đây mình có đặt kỳ vọng vào một cái bài nào sẽ gọi là nó hit lại một lần nữa không? Chắc chắn là có hai cái bài mà Hưng cảm thấy là nổi bật nhất là hai cái bài Hưng sẽ hát song ca cùng với lại Lê Ra Trần và Tạ Phúc. Bài đó anh Tâm cũng khá là cho nhiều cái gia vị và chiêu trò ở trong đó để mà cho đất diễn của ca sĩ rất nhiều hơn đó. Và một bài nữa mà cũng không kém là hy vọng, đó là Vì Sao Thế. Là vì sao thế là được xem là coi như là cái bài chính thức, đi đến đâu nhắc Phạm Trường là chính là Vì Sao Thế, cho nên là mình mong là đợt này Vì Sao Thế cũng sẽ sống lại một lần nữa như là Không Cần Phải Hứa Em. Và Hưng lại bỏ một cái bài mà Hưng viết thì Phạm Quốc Thảo, cái bài này Hưng rất là thích, nhưng mà vì là Hưng viết xong là Hưng đúng năm 2009 thì là Hưng đi Mỹ, cho nên là ít truyền thông cho bài hát này. Thì đợt này Hưng thích quá bài hát này cho nên Hưng muốn đem bài hát này vô series đợt 1 luôn, nên là bài hát này Hưng sẽ hát bằng, vì Hưng viết cho nữ cho nên là Hưng đóng vai nữ luôn. Hưng viết cho một cô gái đánh mất người yêu và người ta chạy ra đại dương, người ta chào hết nên người ta muốn người yêu của mình quay về, là vì chỉ có một người yêu của cô ta mới là mới lau được những giọt nước mắt của cô ta bị anh ấy mà rơi. Thì Hưng thấy là cái cảm xúc bài hát này và cái giai điệu Hưng viết ra, và sau khi Hưng đưa cho chị Thảo hát một vài năm thì bây giờ Hưng muốn sẽ chính thức hát lại cái này, cho nên là Hưng đưa vào cái series đầu tiên.